Và các bạn, sự thay đổi mùi vị khác nhau của món ăn giúp cho người dùng ngon miệng mà không cảm thấy ngán. Với sự khác nhau về hương vị thì gà lên mâm là một món ăn phù hợp với khẩu vị của rất nhiều người. Vì vậy nó được chọn là một món ăn thường xuất hiện trong các bữa tiệc hay là những buổi sum họp bằng gia đình bạn bè. Trong chương trình Bạn Có Biết, hôm nay chúng ta sẽ gặp đầu bếp Lê Văn Vũ của quán Vũ Thiên để được anh hướng dẫn cách chế biến món gà lên mâm nhé. Dạ, chào anh Vũ, rất vui được gặp anh trong chương trình Bạn Có Biết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Dạ. Ngày hôm nay thì nhờ anh Vũ hướng dẫn cho em cũng như là quý vị khán giả cách chế biến món gà lên mâm được không ạ? Dạ. Nguyên liệu chính của món này là một con gà và những gia vị đi kèm: muối, đường, mì chính, dầu hào, bột nêm, nghệ, nén, sả, tỏi, ớt. Bây giờ thì mình tiến hành sơ chế sơ các nguyên liệu anh. Dạ. Gà này là mình mua gà gì ạ? Dạ, gà này mình mua gà ta ở ngoài chợ về. Dạ. Gà này em đã sơ chế sơ qua rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành chặt con gà ra. Con gà này chúng ta làm 3 món, nên chúng ta sẽ chia nó làm thành 3 phần. Giờ nó sẽ có gà chiên mắm, dạ, gà xào sả ớt và gà xé trộn. Bây giờ là con gà mình đã chặt làm 3 phần. Phần này mình làm gì và phần này làm gì ạ? Dạ, phần này mình sẽ xào, phần này mình sẽ chiên mắm và phần này mình sẽ lục, xé trộn. Phần xào thì mình nên chọn những cái phần nào của con gà? Dạ. Phần xào thì mình nên chọn những cái phần mà nó sẽ có xương nhiều hơn. Ví dụ như là xương lưng đồ á, mình sẽ dùng cánh, cổ mình sẽ để xào. Dạ. Tại vì lúc mình xào nó thịt nó sẽ nhanh thấm hơn. Dạ. Và phần thịt nhiều hơn thì mình sẽ dành cho nó chiên, vì lúc chiên nó sẽ khô, thịt gà nó không phải sơ. Bây giờ mình sẽ tiến hành bếp nước sôi để lục gà trước. Lục như là phần xương với lại bộ lòng là mình sẽ xào. Dạ. Trong thời gian mình chờ đợi lục gà, mình sẽ ướp sơ cái gà xào trước để chờ mình xào cho nó nhanh thấm hơn. Dạ. Mình sẽ ướp vào đây một ít gia vị, một muỗng hạt nêm, nửa muỗng mì chính, nửa muỗng đường, nửa muỗng mì chính, một ít tỏi, một ít ớt, tùy vào khẩu vị của mỗi người mình sẽ cho nhiều hay ít. Dạ, tức ăn cay hay không? Dạ. Mà. Và cho vào đây cả một nửa muỗng sả băm. Giờ mình sẽ đảo đều lên. Mình không ướp nước mắm hả? Dạ, nước mắm mình sẽ vào sau. Lúc mình xào nó sẽ vào nước mắm để nó tạo được cái mùi thơm của nước mắm. Bây giờ mình ướp sớm quá, chập mình xào nước mắm nó sẽ bốc mùi và nó bay hết cái mùi thơm. Dạ. Trong thời gian mình để đợi gà nó ướp, mình sẽ sơ chế những cái gia vị đi kèm với nó. Mình chuẩn bị đậu răm để chập nữa mình xé trộn với gà. Hành tây mình cắt mỏng. Trong muốn trộn gà thì mình nên cho một ít lá chanh để cho nó có hương vị thơm của lá chanh. Và bây giờ mình sẽ dùng ớt sừng. Cái này mình tạo màu đúng không? Dạ, ớt sừng này để chập nữa mình xào gà xào sả ớt và với gà chiên mắm mình sẽ bỏ nó vào để nó tạo được cái màu sắc nó tươi hơn. Dạ. Hành tây thì mình sẽ cắt múi cao. Múi cao này là phục vụ cho cái món xào. Dạ. Hay món gì? Món xào và món chiên mắm đều sẽ có muối cao hết. Dạ. Có hành tây hết. Và trong này mình sẽ bỏ thêm một ít hành lá. Hành lá bỏ vô món ăn nào đây? Dạ, trong xào sả ớt và trong chiên mắm đều có hành lá hết. Dạ. Trong xào sả ớt mình sẽ bỏ thêm một ít ngò gai và ngô điếc.
mình sẽ giới thiệu cho bọn một cái đặc trưng nữa, đó là trong chiên mắm mình sẽ bỏ một ít lá quế. Tại sao vậy ạ? Tại vì lúc lá quế nó gặp nhiệt độ nóng nó sẽ bốc lên được cái mùi rất là đặc trưng và nó ót đi được cái mùi dào chiên. Dạ. Như vậy là chúng ta lưu ý là trong quá trình chúng ta chiên gà thì bỏ một vài lá quế cho quý vị nhé, để cho nó át đi cái mùi dào chiên của chúng ta và cái mùi gà của chúng ta nó thơm hơn. Trong quá trình luộc gà thì mình có bỏ thêm cái gia vị gì không anh? Dạ, mình sẽ cho vào một ít muối. Cái gà này nó tươi nên nó cũng rất là nhanh chín. Các bạn có thể dùng đũa để chích vào. Nếu mà gà nó đã xuyên và như thế này nó sẽ chín rồi. Tức là cái xuyên được cái đũa mình qua cái thịt đó là chín rồi trong này. Dạ. Và công đoạn tiếp theo mình sẽ chuẩn bị dào để mình chiên gà. Dạ. Mình cho cái nồi nó nóng trước, mình sẽ đổ dào vào. Mình đổ nhiều dầu như vậy hả? Dạ, mình phải chiên cho dầu cho nó ngập gà, cho gà nó chín được đều hơn. Mình muốn kiểm tra dầu nóng hay chưa, mình có thể kiểm tra một cách thông thường là mình để chiếc đũa vào nồi. Lúc mà dầu nó nóng là tự cái chiếc đũa nó sẽ sâu lên. Bây giờ dầu của chúng ta đã vừa nóng tới, chúng ta sẽ tiến hành thả gà vào. Lúc gà mới thở vào chúng ta nên cố gắng đẩy lửa cho thật mạnh để cho gà nó được sang cái lớp da bên ngoài. Bây giờ tôi sẽ chỉ các bạn cách pha nước mắm để chiên mắm. Một muỗng nước mắm, nửa muỗng đường, một ít hạt nêm, ít mì chính, một ít tương ớt. Cho thêm một ít ớt bột và một ít tiêu. Chúng ta cho thêm nửa muỗng nước để cho nó dễ khoái hơn. Như vậy là cái món này các em nhỏ không ăn được, cũng mang cay. Dạ, cái này nó cũng không có cay lắm, tại vì nó tạo cho được cái màu nó đẹp hơn thôi. Chứ còn cay thì nó sẽ dùng như ớt hiểm, nó sẽ cay hơn bình thường. Gà của chúng ta vừa ngã vào màu vòng, chúng ta hãy đẩy lửa cho nó thật mạnh hết cỡ để cho nó cái dầu, lúc mà dầu nó sâu nóng nó đỡ phải bốn và rút vào gà lại, em nó không có phải bị ngón. Bây giờ công đoạn tiếp theo mình sẽ xào gà. Mình sẽ cho vào đây ít nén với nghệ, tại vì trong nén với nghệ này mình đã ngâm dầu rồi. Dạ. Nên mình không có cần phải bỏ thêm dầu vào nhiều. Nén với nghệ là tươi anh hả? Mình đổ một ít dầu vào đúng không ạ? Dạ. Để lúc mà nghệ với lại nén nó gặp hơi gió nó khỏi phải khô. Phải đen và khô. Trong quá trình xào mình có đổ nước không? Dạ có chị, mình sẽ xào cho nó sang cái gà lại, rồi sau đó mình sẽ cho nước vào. Trong đầu mình xào lửa to hay lửa nhỏ anh? Dạ lửa cho nó to để cho nó gà nó được sang. Mình sẽ chỉ cho các bạn một cách xào cho gà nó sẽ thấm tốt hơn. Cái nước luộc gà lúc nãy mình đừng có bỏ. Mình dùng khoảng chén ăn cơm gia đình đó. Mình sẽ dùng khoảng 3 chén, nhưng mà mình đừng có đổ nước vào một lúc, mình sẽ chia làm 3 phần khác nhau. Mình sẽ riêng một con gà cho nó thấm vừa tới. Thank you.
Gà của chúng ta sẽ vừa xếp nước là các bạn hãy cho liễu vào. Chúng ta xào cho tới khi rau vừa chín tới là chúng ta xong. Bây giờ chúng ta sẽ bài trí món ăn. Chúng ta sẽ lót vài lớp salad cho nó cái mặt gà của mình nó sẽ tươi hơn. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ lồng gà chiên mắm. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít một điều. Một ít tỏi. Chúng ta phi tỏi vừa tới. Ta hạ nhiệt độ lửa xuống và cho liễu rau vào. Chúng ta xào cho rau nó vừa chín tới. Chúng ta sẽ cho gà vào. Tiếp theo là sẽ cho hỗn hợp nước chiên mắm vào. Chúng ta đảo cho gia vị mắm thấm đều vào gà. Vậy là chúng ta sẽ thành phẩm gà chiên mắm. Sáng dạ. Dạ. Bây giờ chúng ta tiến hành trang trí vài cây hoa cho nó bắt mắt. Và món gà lên mâm của chúng ta đã thành phẩm. Rồi bây giờ mời chị Kim Phượng dùng thử. Rất là thơm ạ. Chị cho em xin phép dùng thử nhé. Dạ. Thịt gà rất là thơm và dai, rất là ngon và thấm đều gia vị. Phần cơm chiên thì mùi vị rất là hài hòa. Em cảm thấy ăn rất là ăn vô miệng, cảm thấy rất là ngọt. Dạ. Với nguyên liệu chính của món ăn này là gà ta thì thịt gà rất là dai và săn chắc, mùi vị lại vô cùng thơm ngon. Chắc chắn đây sẽ là một món ăn làm quý vị không thể nào mà thất vọng được. Quý vị và các bạn có thể thấy phần mạt gà lên hâm sau khi được bài trí thì vô cùng hấp dẫn và bắt mắt như thế này. Mùi vị thì giống như Kim Huệ vừa chia sẻ, rất là thơm ngon, thịt gà dai và săn chắc, mùi thơm đặc trưng của gà ta. Và với món gà lên mâm này thì quý vị và các bạn có thể tự tay vào bếp để chuẩn bị cho gia đình cũng như là những người thân với công thức mà đã bếp phụ vừa chia sẻ. Và nếu như quý vị và các bạn không có thời gian thì chúng ta cũng có thể đến quán Phủ Thiên để được đầu bếp phụ ở đây phục vụ cho chúng ta món ăn này nhé. Đến đây thì chương trình Bạn Có Biết cũng xin được khép lại. Mọi chi tiết liên hệ xin được gửi về chương mục Bạn Có Biết, phòng văn nghệ và giải trí đài phát thanh truyền hình Quảng Nam, số 58 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hoặc địa chỉ email bạncobiet@qrt.com.vn. Cảm ơn anh Vũ đã tham gia chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.